chạy xe máy không làm chủ tốc độ, hai nam sinh làm người đi đường ngã nhào gây tranh cãi. Theo đó, lúc này vào cuối giờ chiều, hai nam sinh cấp 3 đã sử dụng xe gắn máy để đi về nhà sau giờ học ở trường. Lúc tới gần đoạn đường có giao với con ngõ, thời điểm này một người phụ nữ cũng đang chở hai đứa con đi học về và đang rẽ trái với tín hiệu đèn xi nhan đầy đủ. Tuy nhiên do không làm chủ được tốc độ tay lái, hai nam sinh trên chiếc xe gắn máy đã lao thẳng vào xe của người phụ nữ với một lực tương đối mạnh. Rất may mắn mặc dù cậu bé được mẹ chở về bị ngã xuống đường nhưng vẫn an toàn. Thời điểm xảy ra vụ việc, có thể nhận thấy người phụ nữ đã bật xi nhan rẽ trái. Tuy nhiên cả mẹ và hai con đều không có ai đội nón bảo hiểm, đồng thời cũng thiếu quan sát khi qua đường dẫn đến vụ va chạm trên. Tuy nhiên, về phần của hai nam sinh cũng sai rất nhiều khi người lái không đội nón bảo hiểm, đi xe với tốc độ cao nên đã không kịp xử lý tình huống dẫn đến một cú va chạm trực diện. Đoạn clip sau khi viral đã làm dân tình lo ngại vấn đề học sinh lái xe máy khi chưa đủ tuổi. Có lẽ chính vì những vụ việc như thế này nên cảnh sát giao thông mới cần phải vào cuộc làm căng, đến tận trường để bắt học sinh vi phạm, xử lý những người lái xe chưa đủ tuổi để giảm thiểu tối đa những sự cố xảy ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!